Điện tử Long Vũ xin chào tất cả bạn. Và ngày hôm nay bên đơn vị mình đang có một loạt định vị nghe lén ghi âm L19S. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu muốn đặt mua hàng hoặc là muốn tìm hiểu về dòng sản phẩm L19S thì bạn có thể là tham khảo cái video này của mình nhá. Các bạn xem video này của mình để biết rõ hơn về cách sử dụng cũng như là cái định vị nghe lén L19S này. Đó, hoặc là bạn nào có nhu cầu muốn đặt mua hàng thì bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc kết bạn qua Zalo cho mình. Số điện thoại và Zalo của mình sẽ là 0927960888. Bên đơn vị nhà mình thì hỗ trợ giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thử hàng. Ok thì bạn mới cần thanh toán tiền. Đó. Và bây giờ mình sẽ bóc hộp sản phẩm ra để giới thiệu cho bạn về con định vị nghe lén L19S nhau các bạn nhá. Đó, thì đây chính là hộp sản phẩm L19S này. Thì bạn mở hộp sản phẩm ra cho mình. Đó, khi bạn mở hộp sản phẩm ra thì bạn nhìn thấy ngay là một con định vị L19S. Con định vị này thì nó sẽ hỗ trợ định vị này nghe lén và ghi âm nha bạn nhá. Đó, định vị thì rất chi là nhỏ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, rất chi là nhỏ nha bạn nhá. Nó sẽ là hình vuông và cái kích thước của nó thì chỉ rơi tầm hai đầu ngón tay của mình thôi. Nó rất là nhỏ. Và con định vị này thì pin nó sẽ sử dụng được khoảng tầm 7 ngày nha bạn nhá. Hết pin các bạn lại cắm sạc vào là lại sử dụng được tiếp. Đó, rất chi là lợi ích nha bạn nhá. Pin sử dụng được 7 ngày. Và nó sẽ tặng kèm cho bạn là một miếng lâm châm để dính này. Đó, các bạn có thể là gắn vào đây này. Đó, gắn vào đây, sau đó các bạn gắn lên xe này để cái dính nó chắc hơn. Con lâm châm này nó là lâm châm siêu dính nha bạn nhá, cho nên là các bạn hoàn toàn không sợ rơi. Đó, rất chi là dính, rất chi là chặt khi bạn đã dính lên sắt rồi. Đó, phụ kiện đi kèm thì sẽ có một cái dây sạc. Cái dây sạc này thì nó khác hoàn toàn với cái dây sạc bình thường, đó chính là cái đầu này của nó rất chi là dài nha bạn nhá. Đầu này rất chi là dài này. Đó, tại vì cái con này nó nằm sâu bên trong cơ, cái sạc nó nằm sâu bên trong. Đó, cho nên cái dây gì nó rất là dài. Đó, và một cái dây sạc và một cái nhím này. Cái nhím này để khi bạn sử dụng này, các bạn lấy sim ra hoặc là bạn reset thiết bị thì các bạn dùng cái nhím này các bạn dùng. Đó, cái sim này bạn rút cái sim này ra này. Ví dụ cái sim này của bạn khi mà dùng nó đã bị hết rồi, hết mạng rồi thì bạn có thể là rút ra đăng ký. Đó, cổng cắm sạc này, cái nút tắt bật reset này. Đó, các bạn có thể nhìn hết ở đây. Đó, các bạn đóng vào nhá. Và đặc biệt là cái con L19S này là con chống nước nha bạn nhá. Đó, các bạn ngâm nó vào nước cũng không sao. Đó, các bạn chỉ cần đóng chặt cái này vào cho mình. Đó, và bây giờ các bạn có thể là vứt thẳng vào thau nước cũng được. Đó, nó vẫn sẽ định vị được. Con này là hoàn toàn chống nước 100%. Đó, định vị cực chuẩn nhá, nghe lén cực rõ. Đó, dành cho bạn nào muốn lắp đặt. Cái con L19 này thì nó rất thích hợp dành cho bạn là lắp đặt ở trên ô tô. Đó, ô tô nha bạn nhá. Lắp trên ô tô thì khi mà đối phương ở trong ô tô di chuyển đến những cái địa điểm nào các bạn cũng có thể là theo dõi được hết. Hoặc là ở trong ô tô đối phương có gọi điện hoặc là nói chuyện với người khác thì bạn cũng có thể là theo dõi được hết nha các bạn nhá. Đó. Và khi bạn mua về để lắp ở trên xe máy ấy, thì cái phần nghe lén thì nó lại không hợp lý. Thì khi mà các bạn đi xe máy ra ngoài đường thì nó rất chi là ồn. Đó, nó chỉ cái phần nghe lén đấy nó chỉ thích hợp dành cho bạn là dùng ở trên ô tô hoặc là dùng ở trong phòng. Nó không có âm thanh ngoài lề thì nó nghe rất chi là rõ. Còn nếu như bạn lắp đặt ở trên xe máy thì nghe nó sẽ không được nha bạn nhá. Nó rất chi là ồn, nghe được câu không thôi, rất chi là ồn. Đó, còn phần định vị thì nó rất thích hợp dành cho bạn lắp đặt ở trên xe máy ô tô. Đấy, thậm chí các bạn có thể nhét vào trong túi sách của đối phương. Đó, khi mà đi đâu phát là di chuyển những cái nhà nghỉ nào hoặc là đến cái quán ăn nào, đi những cái cung đường nào là bạn có thể theo dõi được hết. Đó, thì bây giờ mình sẽ test luôn cho bạn về cái độ chính xác của con L19S này. Đó, thì để sử dụng được con L19S thì bạn phải lắp cho mình một cái sim vào bên trong. Và khi bạn mua hàng ở bên cửa hàng nhà mình ấy, thì mình đã cài đặt từ A tới Z cho bạn rồi. Bạn mua về các bạn không cần động chạm gì tới cái con L19S này. Các bạn cứ thế các bạn lắp lên xe thôi. Và cái điện thoại của bạn, các bạn cần phải tải cho mình một cái app để các bạn theo dõi đối phương và cài đặt nghe lén luôn. Đó, cài đặt nghe lén con này không phải gì cả. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn về cách tải app này, cũng như là test luôn cho bạn về cái định vị. Thì với cái con điện thoại thì với các bạn dùng iPhone thì bạn có thể là lên cho mình cái ứng dụng có tên là App Store để tải về. Còn các bạn dùng Samsung, Oppo hoặc là những dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android thì bạn có thể là lên cho mình cái ứng dụng là Search Play hoặc là Google, các bạn ghi cho mình cái chữ Findomia ra. Đó, ở trên cái con định vị nó đã ghi tên app ra rồi. Đó, đây. Đó, trên con định vị thì nó đã ghi tên app ra rồi nha các bạn nhá. Đó, cho nên các bạn chỉ cần ghi chữ Findomia ra, ấn tải về cho mình. Đó, cái app này thì nó rất chi là nhẹ mê nha bạn nhá.
nó rất chi là nhẹ mê, nó chỉ có là 1 mê 2 mê thôi, tải về rất chi là nhanh. Đó, tải về các bạn mở lên cho mình này, mở lên nhá, các bạn gửi là cái app này nó muốn thông báo của bạn thì bạn ấn cho phép hết tất cả cho mình, cho phép đi. Đó là sẽ hiện ra như này. Cái phần này là phần tài khoản đăng nhập này, mật khẩu đăng nhập này, cái map các bạn dùng này. Đó thì bạn nhìn ở bên dưới cái con định vị thì sẽ có một cái dòng tài khoản như này, thì bạn đăng nhập vào cho mình nhá. Đó, 3585 này. 3585 1122 41 này. 28835 nhá. Đó, các bạn ghi cho mình cái phần tài khoản đăng nhập ra. Và mật khẩu khi bạn mua hàng thì nó sẽ là từ 1 tới 6 nha bạn nhá. Mật khẩu đăng nhập mình sẽ để là từ 1 tới 6. Cái mật khẩu này thì bạn có thể đổi được. Đó. Còn khi bạn mua hàng về thì nó sẽ mặc định là từ 1 tới 6. Đó. Các bạn đổi sang, các bạn dùng cái app nào thì các bạn chuyển sang cho mình. Nhưng mà mình khuyên các bạn lên tải cái Google Maps này về dùng này thì nó sẽ tốt hơn. Đó, Google Maps, các bạn ấn cho phép hết bên dưới này cho mình nhá. Hai cái dòng này bạn cho phép hết cho mình này. Sau các bạn ấn tải ứng dụng về. Đó là sẽ hiện ra một cái bảng nhanh. Với cái bảng này thì nó sẽ là cái phần đầu tiên NiveCheck này là trực tiếp định vị nha bạn nhá. Cái phần định vị trực tiếp luôn. Còn cái phần bên này là cái phần lịch sử di chuyển trong 90 ngày. Đó, các bạn muốn xem từ ngày bao nhiêu đây? Từ đó, các bạn muốn xem từ ngày bao nhiêu thì các bạn chỉnh ở đây. Đó. Đó, từ ngày bao nhiêu nó đi những đâu là các bạn có thể là chỉnh được hết ở đây nha bạn nhá. Đó, từ ngày 28 tháng 7 này. Đó, con này của mình thì nó là mới, mình mới bật lên thôi cho nên là nó sẽ không định vị được. Đó. Còn ví dụ các bạn nào mua về này, cứ trong vòng 90 ngày mà cái con định vị này nó đi qua những địa điểm nào nó sẽ lưu hết ở trong này. Các bạn muốn xem lại thì bạn ấn vào đây để xem lại. Còn nếu như các bạn muốn xem định vị trực tiếp thì ấn vào đây cho mình. Đó. Đây, các bạn ấn trực tiếp vào đây này, nó sẽ hiện ra một cái bảng nhanh. Thì mỗi tầm 12 giây nó sẽ reset một lần nha bạn nhá. Nó sẽ làm mới một lần. Đó, định vị rất chi là chuẩn. Cứ 12 giây là nó lại làm mới cái bản đồ một lần. Đó, cho nên các bạn yên tâm nha bạn nhá. 15 giây. Đấy, ở đây thì nó sẽ hiện ra là phần trăm pin này. Phần trăm pin của con này là đang là 27% và thiết bị đang online. Đó, ngày hôm nay là ngày 24. Đấy, ngày giờ nó hiện hết ở đây nha bạn nhá. Đó. Đó, định vị này rất chi là chuẩn nha bạn nhá. Cái này thì khi mà các cái vị trí nào mà nó cập nhật ở trên Google Maps rồi, địa điểm nào nó cập nhật rồi thì nó sẽ hiện hết ở trên này cho các bạn. Đó, các bạn có thể chuyển sang phần bản đồ vệ tinh này cũng được. Đó, những cái nhà nghỉ nào hoặc là công ty, quán ăn nào này, hoặc là những cái khu vực nào mà nó đã cập nhật rồi thì nó sẽ hiện hết ở đây nha bạn nhá. Định vị rất rất chi là chuẩn này. Đó, mình sẽ cho bạn xem này. Đây. Đấy. Đây nha, mình sẽ quay gần cho bạn xem này. Là các bạn có thể nhìn thấy một cái chấm màu xanh nhá. Cái chấm màu xanh này là cái chấm điện thoại của mình nha bạn nhá. Còn cái mũi tên màu xanh lá này thì nó là cái phần định vị. Thì khi mà cái mũi tên xanh lá này mà nó di chuyển đến đâu ấy là cái thiết bị nó đang di chuyển nha bạn nhá. Còn cái chấm màu xanh là cái chấm điện thoại của mình. Đó, điện thoại của bạn đang ở khu vực nào. Đó, và cái con định vị nó đang ở khu vực nào. Thì hiện tại thì mình, cái con này của mình này và cái máy điện thoại của mình thì nó đang ở gần nhau thì nó sẽ hiện ra chấm xanh, nó đè lên chấm xanh nhè nha bạn nhá. Hai con ở gần nhau thì nó sẽ hiện nhanh. Còn ví dụ cái con màu mũi tên xanh lá này mà di chuyển là cái con định vị này nó đang di chuyển. Đó, định vị rất rất chi là chuẩn nha bạn nhá. Hầu như là không có sai lệch gì cả nhiều. Đấy, không có sai lệch luôn. Con này định vị thì rất rất chi là chuẩn, dành cho bạn là giám sát vợ chồng con cái nhân viên này. Đó, khi mà đi đâu hoặc là về đâu là bạn biết hết nha bạn nhá. Đó, định vị thì rất rất chi là chuẩn. Và cài đặt nghe lén thì cũng rất rất chi là dễ. Các bạn chỉ cần thoát về màn hình chính như mình vào phần SD setting là cái phần cài đặt nghe lén đấy, phần cài đặt thiết bị. Đó, ở đây thì nó có những cái phần cảnh báo các thứ này, auto tắt bật này. Đó, các bạn muốn tiết kiệm pin thì bạn có thể là vào phần này để tắt đi. Lúc nào các bạn cần thì các bạn bật lên. Còn khi nào các bạn không dùng thì bạn lại tắt đi. Đó. Còn nếu như các bạn bật liên tục thì nó sẽ sử dụng được tầm 7 ngày. Còn nếu như các bạn lúc tắt lúc bật thì nó sẽ được lâu hơn. Đó. Các bạn muốn tiết kiệm pin, bạn có thể vào trong app bạn tắt đi. Lúc nào mà các bạn cảm thấy là vợ chồng con cái hoặc là cái người các bạn lắp đặt theo dõi họ chuẩn bị di chuyển đi đâu thì bạn lại bật lên để theo dõi nhá. Còn các bạn muốn ghi âm nghe lén ấy thì bạn vào phần SOS đây. Cái phần bên dưới của cái SOS setting này các bạn nhá. Cái SOS nó là cái nó là cái cảnh báo, còn cái phần bên dưới này nó chính là cái phần cài đặt này. Đây, SOS nha bạn nhá, là phần cài đặt nghe lén đấy. Thì khi vào phần cài đặt nghe lén này thì các bạn cài cho mình này,
Các bạn nhìn thấy cái number 1, number 2, number 3 này không? Đó chính là cái số điện thoại của các bạn. Thì ví dụ khi bạn nhận hàng vào này, nó sẽ có một cái số điện thoại như này. Đó, thì bạn ghi ra cho mình. Đó, các bạn ghi ra. Đó. À quên, cái số điện thoại này nhá, là các bạn không cần thiết là khi cái phần đây, number 1, number 2, number 3 này, đó là cái phần số điện thoại của các bạn. Thì ví dụ các bạn dùng số điện thoại nào các bạn ghi ra cho mình. Thì ở đây thì sẽ có 3 cái số điện thoại để cài đặt nghe lén. Thì một, các bạn dùng cái số điện thoại của bạn này, hoặc là vợ chồng các bạn muốn theo dõi ai thì bạn ghi ra. Đó, nó sẽ có 3 cái số điện thoại để cho các bạn là làm chủ của cái thiết bị. Đó, thì bạn ghi ra cho mình. Và sau khi bạn đã ghi được cái số của các bạn ra rồi, các bạn ấn OK cho mình. Đó là xong. Và đây là cái phần SIM mình đưa cho các bạn này. Đó là cái số mình nắp ở trong con thiết bị này. Thì khi các bạn đã cài đặt được cái số điện thoại của bạn vào đây rồi ấy, thì bạn chỉ cần là thoát về và vào cái phần cài đặt. Đó, vào phần điện thoại này, các bạn ghi ra cho mình. Đó, các bạn ghi ra. Đó, ghi cái số này ra và các bạn gọi đến trực tiếp đến cái số điện thoại này, là cái con định vị này nó sẽ tự động nghe cho bạn và nghe lén hết nha các bạn nhá. Đó, nghe rất rất chi là rõ dành cho bạn. Đó. Thì đấy chính là cái phần tải app cũng như là test qua cho bạn và cái phần định vị rồi. Định vị thì mình cam kết con này dùng chuẩn 100% nha các bạn nhá. Ở trên thị trường thì con mình cam kết với các bạn là con N19 này là thuộc hàng top rồi, định vị rất chi là chuẩn, nghe lén các thứ là rất chi là ok. Tất bật từ xa đàng hoàng hết tất cả mọi thứ. Rất là thích hợp dành cho bạn là lắp đặt ở trên ô tô, xe máy này, trong phòng này, thậm chí là bạn có thể là lắp đặt ở trên thú cưng cũng được. Tại vì con này nó rất chi là nhẹ. Nhìn rất rất chi là nhẹ nha bạn nhá. Đó. Đây, định vị nha bạn nhá, rất chi là nhỏ gọn và nhẹ này. Đó, thì đấy chính là sơ qua về các cái chức năng của con L19S thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn rồi. Thì các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu kỹ hơn hoặc là sâu hơn về con L19S này thì cứ nhắn tin, gọi điện cho mình qua số điện thoại và Zalo cho mình. Số điện thoại và Zalo của mình sẽ là 0927960858. Ở bên đơn vị nhà mình thì chuyên cung cấp các camera ngụy trang, camera siêu nhỏ, máy ghi âm, máy định vị. Bạn nào cần những dòng sản phẩm nào thì cứ nhắn tin, gọi điện cho mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho bạn. Còn video này mình xin tạm dừng ở đây nhá. Và xin chào tất cả các bạn. Bạn nào có nhu cầu muốn đặt mua hàng thì cứ nhắn tin alo cho mình sẽ hỗ trợ tất cả cho các bạn. Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp ở video tiếp theo nhá.